Netizen Trung Quốc ngạc nhiên với xe xích lô và thích thú tới Việt Nam như nào? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề xe ba bánh chạy bằng sức người đặc trưng của Việt Nam có tên là xích lô, cái tên rất giàu trí tưởng tượng. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Thiết kế của chiếc xe này rất hợp lý. An toàn cho người lái là ở phía sau, còn hành khách được che chắn ở phía trước. Tại sao người Việt giàu đến thế? Họ luôn nói tiền của họ bắt đầu với hàng chục nghìn, trong khi ở Trung Quốc chúng tôi chỉ bắt đầu với 10 tệ. Hãy chuyển đổi tỷ giá nhé anh em, một nhân dân tệ bằng 3.400 đồng Việt Nam. Ngôn ngữ ở miền Bắc Việt Nam rất giống với tiếng Quảng Đông và Quảng Tây của chúng ta. Tôi cũng cảm thấy nó rất giống với một phương ngữ được nói ở một nơi nào đó, ở Quảng Tây. Chiếc xe xích lô này thân thiện với người lái hơn. Nếu xảy ra tai nạn, người thiệt mạng đầu tiên chắc chắn sẽ là hành khách. Đừng nói sự thật với tất cả người dân Việt Nam nhé. Điều này không nhất thiết phải hiểu theo cách này. Nó cho phép bạn quan sát chiếc xe và có thể nhảy ra trước. Nếu bạn ngồi phía sau chiếc xe, bạn sẽ không thể nhảy được. Bạn nào có thể đưa tôi đến Việt Nam được không? Tôi muốn tìm một ai đó đi cùng. Nhưng tôi đã quên hầu hết tiếng Việt mình học. Tôi cũng không biết vị trí chính xác. Có vẻ Việt Nam cổ đại chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Hoa. Vâng, cả thế giới thuộc về Trung Quốc. Tôi đã học tiếng Việt được 2 năm, tôi đã trả lại hết chữ cho thầy và chưa bao giờ thực hành. Tôi phát hiện ra một khu chợ mới và hình như ở Việt Nam, chưa có xe điện Trung Quốc. Ngay từ rất sớm, họ đã mua xe máy Trung Quốc nhưng sau đó có vấn đề về chất lượng, dường như chúng được nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản. Việt Nam gọi hàng Trung Quốc là hàng nhái. Người Việt không biết mua xe điện Trung Quốc, nếu không có tiền sẽ vay tiền mua xe máy nhập khẩu từ Nhật. Xe máy 8.000, 10.000 hay 20.000 tệ. Nếu sang Việt Nam mở cửa hàng bán xe cũng vô ích thôi. Anh bạn tốt, một chuyến đi có giá 50.000 nhân dân tệ sao? Bạn thực sự không động não sao? Đây là Việt Nam. 50.000 đồng Việt Nam tương đương 15 nhân dân tệ. Tôi đã đi cả miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Về cơ bản, tôi đã đi khắp Việt Nam. Sự khác biệt duy nhất giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam là giọng điệu và cách phân biệt một số từ. Sự khác biệt lớn nhất là ở miền Trung. Chỉ cần bạn thành thạo tiếng Việt, bạn sẽ thấy Bắc và Nam Việt Nam không phải là vấn đề. Tôi thấy loại xe ba bánh này người ta nói, nếu xảy ra tai nạn ô tô thì hành khách sẽ đi trước, khách hàng tử vong mất. Tôi rất ghen tị khi các bạn nói được tiếng Việt. Nếu tôi có thể mặc cả thì thật tuyệt vời. Việt Nam mỗi ngày chi hàng trăm nghìn nhỉ. 50.000 đồng Việt Nam bằng bao nhiêu nhân dân tệ? 3 nhân dân tệ đổi ra 10.000 đồng, chỉ 15 nhân dân tệ nhưng đắt hơn nhiều so với những chiếc xe ba bánh cỡ nhỏ trước đây ở Trung Quốc. Họ nói giống với phương ngữ Quảng Tây nên tôi có thể hiểu được một chút. Tiếng Choang có cùng nguồn gốc với tiếng Thái và không liên quan gì đến tiếng Việt nhé. Các bạn nói rằng bạn hiểu những điều đó, bởi vì họ mượn cách phát âm của tiếng Trung Quốc, bất kể tiếng Choang hay tiếng Việt, nhiều khi không có cách phát âm riêng và tất cả đều mượn cách phát âm tiếng Trung Quốc. Tôi không biết ở Việt Nam có gì thú vị nhưng tôi vẫn muốn đi du lịch ở đó. Tôi đã làm việc ở Việt Nam được nửa năm, và tôi cũng không nghĩ ở đó có gì thú vị. Từ xa xưa, Việt Nam và Quảng Tây có quan hệ họ hàng với nhau và có cùng một tổ tiên, nhưng một số người Quảng Tây không thừa nhận điều đó. Người Việt và Quảng Tây có tính khí giống nhau, họ là những sói mắt trắng, siêu đáng sợ và họ có đặc điểm riêng, cách làm việc riêng. Anh chàng đẹp trai còn nói được tiếng Việt. Khi đến Việt Nam trước tiên bạn phải nói được tiếng Việt, nếu không sẽ bị lừa. Đây có phải là tiếng Việt không? Tại sao rất nhiều từ trong số chúng nghe giống tiếng phổ thông? Tại sao nó cũng giống ngôn ngữ Phúc Kiến thế nhỉ? MC nói tiếng Việt giỏi quá. Không tệ, tôi không thể nhận ra đó là người Trung Quốc nói tiếng Việt. Tôi thấy thứ ít giá trị nhất đối với người tốt nghiệp trường ngoại ngữ là tiếng Việt. Anh chàng đẹp trai, anh đến từ Quảng Tây. Anh có thể nói được tiếng Việt khi sang Việt Nam. Tôi đã học được một chút trước đây. Tôi sinh ra ở Việt Nam và tôi thậm chí không nói được tiếng Việt. Tôi có thể nghe được nhưng không thể nói được. Tôi không dám đi loại xe ba bánh này vì sợ trở thành bia đỡ đạn. Khi một chiếc xe như thế này được gọi, hành khách sẽ chết trước. Nên tôi luôn đi bộ ở Hồ Hoàn Kiếm. Đây là thủ đô của Việt Nam và giá cả rất rẻ. Hãy đến xem đại sứ quán Trung Quốc của chúng ta là độc đáo nhất ở Hà Nội. Xe ba bánh này có cảm giác không an toàn. Những du khách cao hơn ở phía trước đã chặn tầm nhìn của ta. Tại sao tôi có thể hiểu được tiếng Việt nhỉ? Người anh em này có vẻ khá thành thật, tôi có thể cho bạn thêm tiền xe. Bạn không sợ ngồi phía trước và bị anh ta tấn công từ phía sau. Bạn thậm chí không biết rằng xe kéo là của Trung Quốc. Tài xế ở phía trước và khách hàng ở phía sau, nên bạn có thể ngồi với sự tự tin.
Năm 2008, tôi học tiếng Việt ngoài giờ ở trường Đại học Sư phạm Long Châu. Chúng tôi không phải là sinh viên của trường này nên đã ngủ quên trong lớp. Mình có thể hiểu được tiếng Việt lỏng lẻo của bạn, nên hãy cập nhật thêm nhiều video hơn nhé. Thường thì tôi nghe người Việt nói quá nhanh và tôi có thể hiểu được đại khái, và tôi không nghe được tất cả. Tôi cũng hiểu họ nói. Sao tôi có thể hiểu được một chút nhỉ, nghe giống giọng quê tôi quá. Tôi đến đó có bị cắt eo không? Có an toàn không? Tôi có thể tìm được bạn gái không? Ở Việt Nam có những vùng thù địch với Trung Quốc, cũng có những vùng thân thiện với Trung Quốc. Xe này gọi là khách đi trước. Nếu có tai nạn xe cộ thì khách là người đau khổ trước. Quảng Đông và Quảng Tây gần như đã thuộc về Việt Nam, tiếc là chúng ta đã thắng. Việt Nam suýt rơi vào quyền quản lý của Quảng Tây đó. Buồn cười là Việt Nam gần như thuộc về Trung Quốc. Bằng cách đi xe này, bạn sẽ không bị mùi mồ hôi của người lái xe. Xe này chưa có ở Quảng Tây nhỉ? Tôi nhớ năm 2019, người giám sát của tôi ở thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến sang Việt Nam, sửa chữa động cơ máy bơm nước và cung cấp dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng. Anh chàng đi xe máy yêu cầu tôi đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây, mặt tôi đen xì vì tức giận. Thay vì đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây, anh ta đổi sang màu khác. Anh ấy nói rất hay và tôi có thể nghe được giọng của người miền Bắc Việt Nam. Không ai có thể nói như anh ấy. Tôi sẽ đến Việt Nam trong 2 ngày nữa, bạn có thể vui lòng cho tôi biết Việt Nam có an toàn không? Chết tiệt, tôi biết hai người họ đang nói gì mà không cần đọc phụ đề. Ở Việt Nam, một bữa ăn thường có giá ít nhất là 7 tệ, khá rẻ phải không? Có, nhưng lương công nhân chỉ 60 tệ một ngày. Tôi mong bạn có thể trả lời tôi. Tôi thực sự muốn xin bạn lời khuyên. Bạn đã học tiếng Việt như thế nào sau khi ở đó một thời gian dài? Mua sách về tự học sao? Nếu muốn học tiếng phổ thông ở Việt Nam thì cái nào tốt hơn? Dù sao thì tôi cũng nghe nói tiếng Việt cũng được chia thành các vùng. Cảm ơn bạn. Tôi tham gia một học kỳ ở trường đại học, sau đó tự học và giao tiếp nhiều hơn bằng tiếng Việt. Giọng Hà Nội gần giống giọng Bắc Kinh, nhưng giọng Hồ Chí Minh đặc biệt hơn. Nếu họ làm việc chăm chỉ như vậy, tại sao bạn phải mặc cả? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cho họ nhiều hơn để họ có thể đạp xe nhanh hơn sao? Bạn thật keo kiệt, thật dài dòng, không hào phóng, thật cằn nhằn. Anh ấy giỏi hơn tôi nhiều, tôi sẽ trả giá 200.000 mỗi vòng đi xe. Bạn xấu hổ khi mặc cả với người khác với giá 3 nhân dân tệ. Bạn đã thành công. Chúng tôi cũng đã đi chuyến này vào ngày 17. Chúng tôi đã đặt mua 5 chiếc xe, mỗi chiếc có giá 150.000 nhân dân tệ. Sau khi đi dạo một vòng, họ vẫn muốn chúng tôi trả thêm tiền. Thời Pháp thuộc, người lái xe có thể dẫm lên đầu hành khách, nên ghế của người lái xe được chuyển về phía sau. Được rồi, 2 ngày nữa tôi sẽ ra Hà Nội thu xếp. Tôi nặng 200 cân, người Việt Nam có thể dẫm lên được không? Thực ra tôi có thể hiểu được một chút tiếng Việt. Đừng áp dụng cách mặc cả của người Trung Quốc khi ra nước ngoài. Nếu bạn chỉ muốn cắt đứt quan hệ với mọi người, họ sẽ bỏ đi. Người ta nói Việt Nam giống như một thổ ngữ địa phương, nhưng tôi vẫn chưa cảm nhận được điều đó dù đã đến đó nhiều lần. Cuộc trò chuyện của bạn có vẻ thực sự ngô nghê và trôi chảy. Tôi chưa bao giờ học tiếng Việt, nhưng tôi có thể hiểu hầu hết nó. Nó có phần giống với phương ngữ Quảng Tây của chúng tôi. Tôi có thể sang Việt Nam làm sếp với lương 2.000 nhân dân tệ một tháng không? 15 nhân dân tệ là đủ rồi. Dựa trên các bình luận từ những netizen Trung Quốc về Việt Nam, có thể rút ra một số kết luận về suy nghĩ của họ đối với đất nước này. Nhiều người tò mò về văn hóa Việt Nam, đặc biệt là về ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc trong quá khứ, như việc thấy sự tương đồng ngôn ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Quảng Đông, Quảng Tây. Họ cũng nhận ra sự khác biệt vùng miền ở Việt Nam, như sự khác biệt trong giọng nói giữa miền Bắc và miền Nam. Một số người bày tỏ sự ngạc nhiên về giá trị tiền tệ và sức mua ở Việt Nam, ví dụ như việc một số bình luận nói về mức giá cả và chi phí tại Việt Nam, đôi khi cảm thấy lạ lẫm với con số lớn, do sự chênh lệch tỷ giá. Họ cũng nhận xét rằng, người Việt giàu có hoặc ít nhất sống trong một môi trường với chi phí cao hơn, dự tính của họ. Nhiều bình luận tập trung vào trải nghiệm ngồi xích lô, có cả sự thích thú lẫn sự lo ngại về vấn đề an toàn khi đi xe. Một số người bày tỏ lo ngại về việc hành khách sẽ gặp nguy hiểm trước trong trường hợp xảy ra tai nạn. Một số người thể hiện sự hài hước, nhưng cũng có đôi chút châm biếm về sự an toàn của các phương tiện ở Việt Nam. Đồng thời, có bình luận ám chỉ Việt Nam từng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Trung Quốc, thậm chí vô tri nói rằng Việt Nam gần như thuộc về Trung Quốc. Có một số netizen Trung Quốc đã học hoặc làm việc tại Việt Nam, họ cho rằng ngôn ngữ Việt Nam dễ học và hiểu được một phần nhờ sự tương đồng với tiếng Quảng Tây hay tiếng Hoa. Tuy nhiên, họ cũng nhận thấy sự khác biệt và khó khăn khi học tiếng Việt. Một số bình luận cho thấy có những người chưa có hiểu biết rõ ràng về Việt Nam, họ vẫn tò mò và muốn khám phá. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng Việt Nam không quá thú vị, hay bày tỏ sự nghi ngờ về mức độ an toàn hoặc khả năng tận hưởng chuyến đi.
Nhìn chung, những bình luận này phản ánh một sự kết hợp giữa sự tò mò, hài hước và một chút hiểu nhầm hoặc đánh giá chưa đầy đủ về Việt Nam.